Xin chào các bạn Khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC ngày hôm nay Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2020 Thì các bạn thấy được là giá cả của BTC vẫn tiếp tục đi trong cái phạm vi rất là nhỏ là từ 9.000-9.200 đô Và giá hiện bây giờ lúc mà làm cái video này là 9.112 đô Thì cái giá bây giờ so với cái giá ngày hôm qua cũng không có nhiều sự khác biệt Và một điều mà chúng ta cũng đã từng nói đến là các bạn cũng đã biết khi mà giá cả của BTC di chuyển trong cái phạm vi nhỏ mà trong thời gian lâu dài thì khi mà BTC rời khỏi cái phạm vi đó thì giá cả sẽ có sự phản ứng mạnh cũng như là chúng ta cũng đã từng nói tới là khi mà các bạn lấy một cái lò xo mà các bạn ép cái lò xo đó khi mà các bạn buông tay ra thì lò xo sẽ bung lên rất là cao nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là chúng ta nói tới giá cả thì giá cả có thể là đi lên hay là đi xuống và chúng ta thấy được là giá cả có thể là có cái sự phản ứng mạnh nhưng mà chúng ta không biết để giá BTC sẽ đi lên mạnh hay là đi xuống mạnh tiếp tục muốn thử cái mức 10.000 đô hay là lại đi xuống và chúng ta lại thấy cái dùng là 8.000 đô một lần nữa tại vì bây giờ BTC đã là 9.112 đô. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thường có một số những vấn đề thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới giá cả của BTC à, nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới những điều đó thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Nhìn vào giá cả của BTC thì các bạn thấy là ngày hôm qua là một tin tức mà hôm nay chúng ta nhận được một số những cái trang web à, truyền thống, không phải những trang web ở trong những crypto, mà một số những trang web truyền thống nói tới cái vụ liên quan tới cái vụ hát của công ty Twitter. Chúng ta cũng đã nói tới cái vụ hát này trong cái video ngày hôm qua, cái video 634 thì nhiều người cho là cái vụ hát này là đổ lỗi cho btc các bạn cần nên biết là chúng ta trong thị trường này thì các bạn hiểu rất rõ ràng là cái vụ hát ngày hôm qua là một cái vụ hát liên quan tới công ty twitter và cái người hacker muốn gạt đồng btc cho nên họ mới đưa ra cái ví btc để mà gạt mọi người gỡ tiền vào đó nhưng mà đối với một người bình thường mà không hiểu gì về btc cũng không hiểu gì về công nghệ thì có rất nhiều người đã đưa ra nhiều cái lập luận đó chính là tất cả gì đó xảy ra là vì BTC tại vì Bitcoin dùng trong những cái việc phạm tội cho nên mới có cái vụ hack của Twitter xảy ra thì các bạn thấy được là điều đó hoàn toàn không đúng tôi đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần nếu như một ai đó nói với các bạn là đồng btc được sử dụng rất nhiều ở trong những cái việc phạm tội thì điều này là hoàn toàn không đúng tại vì chúng ta đã thấy những cái thống kê được đưa ra từ những chính phủ cũng như là các bạn thấy là thống kê thường đã từng chia sẻ trên cái channel này đến từ ngân hàng trung ương của nhật bản và đã nói rất rõ ràng là cái đồng mà được lựa chọn đầu tiên cho những cái tổ chức tội phạm đó chính là đồng đô la chứ không phải là BTC. Các bạn có thử nghĩ đi. Khi mà các bạn có đồng bịch khôi thì các bạn sử dụng đồng Bitcoin tuy là chúng ta không biết được, được đứng sau lưng cái ví đó là ai Nhưng mà các bạn có thể điều tra được Nếu như mà cái người đó đã từng sử dụng một cái ví sàn để mà mua uh, Bitcoin hay là Ethereum hay là một cái đồng nào mà công khai Mà đã từng KYC thì các bạn có thể là theo dõi cái ví đó đến cái ví hiện tại và vẫn có thể có khả năng biết được Người đứng sau lưng ví là ai Và tất cả giao dịch đều là nằm ngoài sáng có nghĩa là ai cũng có thể coi được nhưng mà khi các bạn sử dụng tiền mặt như đồng đồng đô la thì các bạn hoàn toàn không biết được đồng đô la đó là đến từ đâu. Các bạn không biết được là trước khi các bạn cầm một trăm đô đó là người trước đó là một người bình thường hay là một tội phạm, chúng ta cũng không biết được là đồng đô la đó đã từng được sử dụng trong những trường hợp nào. Cho nên đồng đô la vẫn là cái à, điều lựa chọn đầu tiên của những tổ chức tội phạm. Thì tại sao thường nay nói với các bạn những cái vấn đề này? Tại vì khi chúng ta nhìn vào BTC hiện tại thì đây là một điều rất là tốt là giá của Bitcoin vẫn tiếp tục ở cái mức là 9.113 đô tại vì những gì mà xảy ra ngày hôm qua rất dễ dàng trở thành một cái cơn phết Có nghĩa là những cái điều đó có thể trở thành một cái cuộc bán tháo Mọi người lại bán tháo BTC tại vì nghĩ đó là một cái tin tức xấu Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy được là giá của BTC vẫn tiếp tục giữ cái mức là 9.113 đô nhưng mà ngoại trừ BTC ra thì các bạn thấy là những đồng lớn ngày hôm nay trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua Thì cái sự di chuyển cũng không có nhiều Các bạn thấy được là trong vòng à, 10 đồng lớn nhất cái top 10 Thì đồng mà có cái phần trăm di chuyển nhiều nhất là đồng Cardano Nhưng mà cũng chỉ có là 4% Khi đó là Bitcoin SV chỉ có 3,3% Tóm lại những đồng lớn ngày hôm nay thì các bạn thấy là không có những cái sự di chuyển mạnh Và nói tới giá cả của BTC Thì chúng ta nhìn vào một số những cái dữ liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết là một cái bài viết được đưa ra bởi Contagraph ngày hôm qua nói là open interest có nghĩa là những cái lệnh mà được mở ở trên sàn Bitmax và sàn Bybit những cái lệnh đó thì cái số lượng hợp đồng long và short đã tăng lên 150 triệu so với lại cách đó không lâu là chỉ có 500 triệu và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu được chia sẻ bởi Classno thì đây là những cái tài liệu được chia sẻ một công ty mà chuyên nghiên cứu về cái tình hình của BTC hiện tại thì các bạn thấy được là cái số lượng người nghĩ giá của BTC tăng lên nghĩa là cái dùng màu xanh dương này là rất là nhiều và cái số lượng người mà nghĩ giá BTC đi xuống nghĩa là cái dùng màu đỏ này là rất là thấp có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như mà những người mà được khảo sát bởi công ty Glassno này là những người mà đang chơi trên sàn Bitmax và sàn Bybit thì có khả năng rất cao là cái số lượng lon đang rất là nhiều thì điều này chúng ta có thể suy nghĩ bằng hai cách cách đầu tiên là đây là một điều tốt tại vì nhiều nhà đầu tư đang nghĩ là giá cả sẽ tăng lên cho nên cái số lượng màu xanh này rất là nhiều nhưng mà một cách suy nghĩ khác nữa là nếu như mà nhiều người có lệnh lon trên những cái sàn bây giờ thì có khả năng là một người nào đó có thể là đưa ra một cách nào đó giống như là bán tháo BTC để mà đẩy giá đi xuống Tại sao? Tại vì họ muốn đốt cháy những lệnh lon đó. Khi mà những lệnh lon bị thanh lý trên những cái sàn như là Bitmax hay là Bybit thì giá cả lại càng sẽ đi xuống thêm. Đây cũng là một cách suy nghĩ khác. Cho nên khi mà chúng ta thấy được nhiều lệnh lon trên những cái sàn như là Bitmax hay là Bybit thì không có nghĩa là tốt. Chúng ta phải tiếp tục chờ coi coi tình hình kế tiếp ra như thế nào. Nhưng mà một điều mà thường thấy đây là một cái dấu hiệu tốt đó chính là liên quan tới một cái biểu đồ mà đã lâu chúng ta không nói tới biểu đồ này gọi là Bitcoin Difficulty Ribbon thì đây là một cái biểu đồ chúng ta đã tìm thấy được ở trên trang web của Willy Wu một nhà phân tích giá cả mà dựa theo tài liệu trên mạng lưới thì cách đọc biểu đồ này cũng rất là đơn giản đây là một cái biểu đồ liên quan đến là cái sức bán của những cái thợ đào là bao nhiêu thì các bạn thấy được là thợ đào là một trong những cái lực bán mà hàng ngày những cái lực bán mạnh nhất tại vì họ đào ra BTC họ cần phải bán BTC đó để mà lấy tiền mặt để mà dùng tiền đó để mà trả tiền kinh doanh họ vẫn phải tiếp tục trả tiền nhân viên trả tiền mặt bằng và cái cơ hội cao là nhân viên mà, mà mặt bằng là họ không có chấp nhận thanh toán bằng BTC mà họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt cho nên thời đào là một trong những lực bán thường xuyên và mạnh nhất thì cách tập biểu đồ này cũng rất là đơn giản các bạn thấy những cái đường màu đỏ này khi mà những đường màu đỏ này mà gian ra thì có nghĩa là lực bán của những thời đào rất là cao khi mà những cái đường màu đỏ này gọp lại với nhau như chúng ta thấy ở cái phần này của biểu đồ hay là chúng ta thấy cái tình hình hiện tại khi mà những đường màu đỏ này gọp lại với nhau thì đây là một cái dấu hiệu là giá cao của BTC có khả năng tăng lên tại sao tại vì đây là một cái dấu hiệu cho thấy được là những thợ đào bây giờ là lực bán không cao họ không cần phải bán BTC à, mà họ có thể tiếp tục cầm cự được đây là một trong những cái biểu đồ mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn là một cái dấu hiệu mà nếu như mà đây là sự thật thì chúng ta có thể thấy được giá cả của BTC tăng lên sau khi mà ra họ có dùng từ 9.000 từ 9.200 đô này ngoài việc giá cả ra thì chúng ta hãy nói tới một cái tin tức khác đây là một cái bài bỏ phiếu ở trên Twitter bởi Peter Schiff. Thì trên bài viết này, Peter Schiff trên Twitter đã hỏi là BTC phải ở dưới 10.000 đô bao nhiêu lâu trước khi mà các bạn bỏ cuộc. Thì Peter Schiff đưa ra là một năm. Nếu như trong vòng một năm mà BTC vẫn tiếp tục dưới 10.000 đô các bạn có bỏ cuộc hay là không, có nghĩa là không lưu trữ BTC nữa hay là không, hay là 3 năm, hay là 10 năm, hay là không bao giờ thì các bạn thấy được là Peter Schiff đầu tiên hết chúng ta cần phải hiểu là Peter Schiff là một người rất là ghét BTC thì tại sao ghét BTC cũng rất là dễ hiểu tại vì Peter Schiff là một người mà đã đầu tư rất là nhiều vào những cái công ty đào vàng Peter Schiff có một công ty gọi là Shipgo là một công ty mà bán rất nhiều vàng vì cái lý do đó các bạn thấy là Peter Schiff không có thích những cái tiền kỹ thuật số tại vì khi mà chúng ta có tiền kỹ thuật số thì sẽ có người thay vì là họ đi mua vàng nhưng mà họ lại đi mua tiền kỹ thuật số nhất là những người trẻ tuổi các bạn có nhìn xung quanh đi là các bạn có bao nhiêu bạn bè đã đang lưu trữ vàng trong khi vàng đã có lịch sử lâu đời mà nhiều người vẫn không lưu trữ vàng mặc dù là người ta biết được là lưu trữ tiền mặt là một cái điều không tốt tại vì giá cả của tiền pháp định chỉ có đi xuống nhưng mà nhiều người vẫn không có mua vàng dự trữ tại sao tại vì các bạn thấy được là mua vàng thì sẽ có nhiều rắc rối liên quan tới việc là các bạn cần phải lưu trữ đó đâu cho an toàn có thể bị mất không giống như là BTC thì đơn giản hơn nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là có rất nhiều người khi mà bỏ phiếu này rất rõ ràng là các bạn thấy là những người bỏ phiếu là rất nhiều người là có thể nói là cái cộng đồng gọi là HODL chu die có nghĩa là sẽ lưu trữ Bitcoin bất chấp chuyện gì xảy ra Thì điều Thùng muốn chia sẻ với các bạn ở đây là khi mà chúng ta tham gia vào thị trường crypto này như là Thùng đã chia sẻ với các bạn khi mà Thùng bắt đầu làm những cái video đầu tiên Khi mà chúng ta đầu tư vào bất cứ một cái mảng đầu tư nào thì đầu tư chỉ là một cái công cụ các bạn giống như là đã có một cái mơ ước gì hay là các bạn đã có một cái quyết định gì về tương lai cho nên các bạn cần phải có một số lượng tài sản để làm được những cái việc đó chứ không phải là đầu tư chỉ để đầu tư vì lý do đó thì trước khi chúng ta đầu tư vào một cái mảng đầu tư nào ngay cả khi chúng ta lưu trữ bitcoin thì các bạn phải suy nghĩ là bao nhiêu là đủ có nghĩa là các bạn à, lưu trữ nếu như mà btc lên tới giá nào thì các bạn sẽ bán bao nhiêu đương nhiên các bạn có thể là có giả sử như là 10 đồng Bitcoin các bạn muốn lưu trữ một đồng Bitcoin mãi mãi thì điều đó cũng không có gì gọi là sai. Nhưng mà nếu như các bạn có 10 đồng BTC mà các bạn sẽ lưu trữ cho đến chết mà bất cứ giá nào cũng không bán thì thường cảm thấy đó cũng không có đúng lắm tại vì chúng ta đầu tư là vì một mục đích và khi mà chúng ta có đủ để mà đạt được mục đích đó thì các bạn cũng nên uh, suy nghĩ đến chuyện là chốt lời. Đây là một điều mà thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn. Nhiều bạn thì hay hỏi thường trước đây là khi nào thường mới bán Bitcoin? Tại vì các bạn cũng nên biết là thuận lưu trữ BTC đã rất lâu nhưng mà vẫn chưa bán một đồng nào thì trước đây thường trả lời với các bạn là có thể năm 2020 sao Bitcoin haven nhưng mà với cái tình hiện tại thì thường vẫn chưa có thể đạt được giống như là cái mục đích của mình cho nên khi nào đạt được mục đích của mình thì thuận mới có quyết định là bán và trong cái tình hình này thuận sẽ tiếp tục lưu trữ bitcoin và các bạn cũng nên suy nghĩ về những cái vấn đề này chúng ta không nên À, lưu trữ một tài sản nào đó một cách mù quáng, tại vì các bạn thấy được là đầu tư chỉ là một cái công cụ để đạt được mục đích chứ không phải là đầu tư chỉ để đầu tư. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, liên quan tới cái bài viết này. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thượng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này. Khi bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là facebook, telegram và twitter hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn đăng ký vào một cái sàn nào thì bấm vào cái link ở phía dưới để các bạn tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn có thể tham gia sàn margin FX thì các bạn có thể đăng ký để được vào nhóm những hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia sàn margin Bybit hay là sàn Binance, sàn Coinbase và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn